xin chào tất cả các bạn nhé khi mà các bạn lắp đặt những chiếc máy giặt như này này thì các bạn nếu như các bạn lắp ở trong các cái phòng tắm hay là các cái phòng mà nó có cái độ ẩm cao á thì các bạn phải lưu ý là các bạn nên lắp kê thêm bốn cái chân vào thì có thể các bạn kê hoặc là các bạn dùng các cái giá bán sẵn thì các bạn kê nó lên như này ở đây thì mình dùng bốn cái hòn đá là mình kê vào khi các bạn kê cái máy giặt lên như này này thì thứ nhất là nó tránh được ẩm ướt. thứ hai là nó tránh được chuột nó tha các cái rác rưởi vào trong gầm cái máy giặt rất là bẩn thì đấy là các bạn nhớ các bạn kê lên nhá cái thứ hai khi mà lắp đặt cái máy giặt này, này thì ngay cả nhiều thợ có khi cũng không để ý đâu hoặc là các bạn mua về nắp thì các bạn phải hết sức để ý ở trên cái máy giặt cửa ngang này này thì thường nó có bốn con ốc đấy, đây con thứ hai này con thứ ba dưới con thứ tư đấy bốn con ốc này ấy, nó để giữ cái lồng lại nó giữ cái lồng khi mà vận chuyển đấy thì khi mà nó đặt xong thì các bạn phải tháo nó ra tháo bốn con ốc ra nhé còn nếu các bạn để bốn con ốc đấy mà các bạn cắm điện vào trong nó chạy ấy, thì nó có thể rung và có thể vỡ cái lồng ở trong và nó có thể là nó rung đến cái mức và nó chạy ra khỏi cái, cái giá đỡ ấy chạy khỏi cái vị trí đó thì nó rất nguy hiểm cho cái máy nhá, cho nên cái này là bắt buộc nha các bạn nhá, các bạn phải tháo bốn con ốc này vứt đi. Đấy rồi sau đó chúng ta mới cho máy giặt chạy thử. Và máy giặt nó mới hoạt động bình thường được. Cái tiếp theo ấy đó chính là cái vòi nước này. Thì khi mà kết nối cái vòi nước vào thì các bạn phải chú ý là kết nối ở cái vị trí là nó cách cái tường là một chút. Ấy thế còn đối với cái này cái các cái máy giặt như này ấy thì um, các bạn kết nối vào mà lại sát quá đến lúc chúng ta tháo ra rất là khó tháo cái uh, vòi vệ sinh bởi vì sau này chúng ta phải tháo cái vòi ra để vệ sinh đúng không nào thì chúng ta lại phải dịch cái máy ra ra đấy thế còn cái vòi nước thì uh, nếu như có thể thì các bạn nên nắp ở các cái vị trí nó thuận lợi một chút thế còn ở đây thì nó nắp cái vị trí này hơi khó bởi vì là cái van này này <laughs> khi mà lắp đặt thì chúng ta phải có cái van khóa thì khi mà các bạn uh, uh, không dùng đến thì các bạn sẽ phải khóa cái van lại thì để chuột nó cắn vào cái vòi nó không bị xì nước ra một cái nữa đó là <laughs> đối với các cái máy giặt này này thì nếu như ở trong nhà tắm thì các bạn lên dùng các cái vải cái, cái áo mưa ấy, các bạn che trên vào vì khi mà các bạn tắm thì nước có thể nó sẽ theo các cái rãnh nó chảy vào trong máy giặt. Thì nó nhanh hỏng các bạn nhé. Thì các bạn có thể che nó vào. Các bạn uh, dùng áo mưa các bạn đậy nó lên trên nắp. Đấy là nếu nắp ở chỗ ẩm thấp. Còn nếu nắp ở ngoài bình thường rồi thì thôi. Thì uh, các bạn cũng không cần phải uh, che. Đấy. Và uh, như vậy thì uh, nó sẽ đảm bảo hơn. Cái máy giặt các bạn nó hoạt động nó sẽ bền hơn các bạn nhé. Và một cái nữa khi mà lắp đặt máy giặt, cái này cũng rất là quan trọng, đó chính là các bạn cần sử dụng các cái dây tiếp địa, cái dây tiếp đất như này này để nối vào vỏ máy nhé Các bạn nối vào cái vỏ máy này này. Đấy, rồi nối vào tiếp địa của toàn nhà hoặc các bạn có thể làm cái tiếp địa xuống dưới đất ấy, để khi mà các bạn sờ vào cái vỏ, nhất là một số cái máy giặt mà nó có cái vỏ bằng kim loại ấy, thì các bạn sờ vào cái vỏ của nó có thể nó sẽ bị giật đấy nếu mà cái hệ thống chống giò không tốt và nó có vẻ hở nhỏ ấy, các bạn giờ vào nó giật mình thôi có thể nó giật không việc gì đâu nhưng mà sờ vào giật mình đấy. nó uh, tạo ra cái cảm giác sợ sợ ấy. thì các bạn chú ý là các bạn phải lắp cái tiếp địa vào nhá đấy lắp tiếp địa vào máy giặt thì uh, đấy các bạn nắp vững vàng và các bạn cân chỉnh cái cái chân của nó làm sao đấy cho cái máy này bốn cái chân của nó phải vững ở trên cái nền vì nó có cái phần chỉnh ở phía đằng sau ấy và ở các cái chân ở dưới các cái chân ấy thì nó sẽ có cái nút bạn và một cái lưu ý nữa đó chính là cái khi mà các bạn sử dụng máy giặt thì nó có cái nút ở dưới này cái nút này để chúng ta vệ sinh đúng không? thi thoảng ấy là các bạn phải tháo cái này ra vì cái này là máy giặt mới thì mình chưa tháo nhưng mà máy giặt cũ hoạt động một thời gian đấy thì các bạn nên tháo cái xoáy cái 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 ốc ở trong ra xoáy nó dễ xoáy các bạn vệ sinh nó đi nhá cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé